Chào mọi người, 365 hàng tiêu chuẩn nha mọi người nhé. 2014 cực kỳ đẹp luôn, mặt trước chưa một vết trầy, còn nguyên si luôn đó. Hàng này là hàng bãi nha, quá trời đẹp, sử dụng chưa bao nhiêu hết, ốp lam chưa chóc hết sơn, phần ốc vặn luôn. Vừa nhận hàng xong, kiểm tra, trời ơi, cái máy quá đẹp luôn anh em ơi. Đây, chiếc máy này chưa hề đổ nhớt, chưa hề đổ nhớt đen nhé. Này, trời, nhớt thơm phức luôn anh em ạ. Đó, một con máy Huana 365 đời 2014 nhé, đời 2014. Con máy này thì em sẽ cho mọi người xem cái tiếng nổ của máy nhé. Này, còn nguyên cái bao lam này. Bao lam dài nha anh em, 24 bao lam 70 á. Rồi. Đây, một cây lam zin. Một cây lam zin. Đây là người ta cắt cái gì mà nó cái nhựa cây ấy mọi người, nó dính này. Lam zin nha, Canada nha. Đầu lam này. Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Đó, cái lam quá là xuất sắc luôn. Đầu lam không có bị té, không bị trẻ nha. Một sợi xích zin này. Sợi xích zin đây. Sợi xích Huana nhé. Sợi xích này là xích Huana. Rồi ok, em sẽ nổ máy lên cho mọi người cùng nghe cái tiếng máy nhé. Cùng nghe cái tiếng máy cùng em nhé. Lọc gió này. Đó, máy chưa hề rửa nhé. Đây là zin toàn bộ luôn. Zin toàn bộ nhá. Giật tiếng máy này. Trời hơi này. Trời ơi, quá trời đã luôn. Đó. Đó, lên xăng, nhấn xả áp giật. Giảm ga là nghe tăng 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 tăng. Rồi ok, đây là cái bộ chế vào khí này mọi người này. Nó chưa hề được vệ sinh nha mọi người nhá. Một con máy mà khi mà mọi người thấy là nó cắt như thế này thì là cái mức độ
cái con máy nó sử dụng ít hay là nhiều, mọi người nhìn cái lọc gió mọi người sẽ thấy nhá. Nào, chưa vệ sinh nhá, chưa rửa nhá. Đó. Mọi người này. Vuốt nhẹ một cái, One Pro. Zin toàn bộ nha mọi người nhá. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhá. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp tỏ mấy bãi. Đây một con máy cực kỳ đẹp luôn, anh em đã chia sẻ cùng nhau nhá. Rồi, chào mọi người.